Người Iraq theo Thiên Chúa Giáo đón mừng Giáng sinh. Kính thưa quý vị, tin từ Baghdad, các gia đình theo Thiên Chúa Giáo ở thủ đô Baghdad đã mặc những bộ quần áo đẹp nhất đi tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ Mark Youssef. Buổi lễ đêm qua là buổi lễ nửa đêm đầu tiên trong thời gian 10 năm qua. Ông William Wagda là một thành viên của giáo hội nói rằng Giáng sinh năm nay là ngày đặc biệt bởi vì những người Hồi giáo, người Yazidis và người Sabian đều nghỉ lễ và họ đang cùng với người Thiên Chúa Giáo đón mừng ngày Giáng sinh. Các buổi lễ Thiên Chúa Giáo trong các năm gần đây đã bị giới hạn vì tình trạng an ninh. Các nhà thờ trở thành mục tiêu tấn công của thành phần Hồi giáo cực đoan. Một buổi lễ Giáng sinh năm 2010 đã bị hủy bỏ sau khi bị Al-Qaeda đe dọa tấn công. Mặc dù các vụ đánh bom ở Iraq vẫn còn diễn ra hàng ngày, bà Summer nói rằng tình hình an ninh đã tốt hơn nhiều nên mới có thể làm lễ nửa đêm. Cha Bios Kashat làm chủ lễ, nói rằng ông mong muốn mọi người sống trên quê hương của mình bởi vì di dân không phải là một giải pháp. Buổi lễ đã có sự tham dự của ông Amma Al-Hakim là chủ tịch của Hội đồng Hồi giáo tối cao. Ông Al-Hakim nói rằng người Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo Iraq đã sống hòa bình trong một thời gian rất lâu dài, nay phải cùng đứng bên nhau chống lại mọi hành động bạo động. Năm nay là năm bạo động nhất ở tại Iraq kể từ những năm bạo động giáo phái 2006 và 2007. Theo Liên Hiệp Quốc, các vụ đánh bom tấn công trong năm nay tại Iraq đã làm trên 8.000 người chết.